Hôm nay chúng ta cùng đi vào tìm hiểu hình tượng con sông Đà. Hình tượng con sông Đà đầu tiên được vẽ qua lời đề từ của tác phẩm: Trúng thủy giai đông tàu, Đà Giang độc bắc lưu. Có nghĩa là mọi con sông đều chảy theo hướng đông, chỉ có sông Đà là chảy theo hướng bắc. Ngay câu đề từ này, tác giả đã tái hiện cho chúng ta thấy được vẻ đẹp riêng của sông Đà. Đó là một nhân vật có diện mạo, có cá tính rất độc đáo. Và diện mạo cá tính này đã được tái hiện đầy đủ trong tác phẩm. Thứ nhất, ta thấy sông Đà được vẽ ra với vẻ đẹp hung bạo. Vẻ đẹp hung bạo ấy được tái hiện với rất nhiều các chi tiết. Đầu tiên là sự nguy hiểm hung bạo của đá. Đá bờ sông dựng vách thành, mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Có vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Ở đây ta thấy tác giả đã tái hiện sông Đà với những bút pháp nghệ thuật so sánh độc đáo để cho thấy sự nguy hiểm của dòng sông. Sông Đà hung bạo lắm thác lắm gành, đường lên Mường Lễ bao xa, 107 cái thác, 103 cái gành. Ca dao đã từng nói thật đúng. Và cái hung bạo ấy còn được thể hiện thật là ngỗ ngược nữa. Nó có một cái khuôn hình riêng, không giống với cả bất kỳ con sông nào. Ở đây, nghệ thuật so sánh đã được tái hiện thật là chính xác. Đứng ở bên bờ sông mà thấy được cái vách đá cao thì ta cảm thấy như là lúc bấy giờ đứng ở một cái chỗ mà lúc đúng ngọ mới thấy mặt trời vậy. Rồi lại còn so sánh cái vách đá chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Ở đây tác giả không ưa thích sử dụng một lần so sánh mà phải một loạt so sánh thì mới thỏa được cái cảm giác đó của mình. Ta cứ thử tưởng tượng con sông Đà mà đi vào một cái khe đá hẹp như vậy thì làm sao có thể đi được. Cái khe ấy tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ chờ sóng nước và đá đập cho tan xác mà thôi. Hơn nữa thế, bằng những biện pháp so sánh, Nguyễn Tuân còn muốn truyền cho ta một cảm giác. Ngồi trong khoang ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh. Cảm giác mình như đang đứng ở hè của một cái ngõ mà ngóng vọng lên một cái khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy vừa tắt phụt đèn điện. Đây quả thật là một liên tưởng so sánh rất độc đáo và gần gũi. Những người chỉ sống ở thành thị chắc sẽ cảm thấy được cái lạnh đặc biệt khi đọc tới đây. Sông Đà hung bạo không chỉ ở sự nguy hiểm của đá mà còn ở sự nguy hiểm của sóng nữa. Quãng mặt gành hát lóng dài hàng hàng cây số, nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió, cuồng cuộn luồn gió gùn ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi lỡ suýt bất kỳ người lái đò sông Đà nào tóm được qua quãng đó. Ở đây, bằng kết cấu trùng điệp, tác giả đã làm rõ sự nguy hiểm của con sông hung dữ, sẵn sàng lấy đi tính mạng bất kỳ tay lái nào mà khinh suất. Cái điều đặc biệt ở trong kết cấu trùng điệp của tác giả là tác giả liên tục sử dụng những từ đá, sóng, gió. Đấy là những đặc sản của vùng đất mà sông Đà đang chiếm giữ. Và cũng như là so sánh thì trùng điệp của tác giả cũng phải được tái hiện nhiều lần thì mới thỏa được cái cảm giác về sự trùng điệp mênh mông của con sông này. Nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió. Bên cạnh đấy thì tác giả còn đi sâu vào một hình ảnh vô cùng nguy hiểm, đó là những cái hút nước. Những cái hút nước ở quãng Tà Mường Phát phía dưới Sơn La đã được tái hiện thật ghê rợn. Nước ở đây thở và kêu như cái cửa cống bị sặc. Khi lại gần hút nước, thuyền nào cũng trèo nhanh qua, như ô tô phóng nhanh qua đoạn đường mượn cạp. Rồi khi miêu tả theo ống kính thì tác giả còn cố tái hiện lại cảnh một nhà quay phim dũng cảm dám đi sâu xuống cái hút nước để quay được hình ảnh cái hút nước. Như vậy ở đây tác giả đã sử dụng rất nhiều các so sánh liên tưởng độc đáo khác nhau để từ đó tái hiện con sông Đà không khác gì một loài thủy quái với những tiếng kêu ghê rợn như muốn khủng bố tinh thần và uy hiếp con người. Đặc biệt là hình ảnh liên tưởng khi mà ô tô phóng qua, phóng nhanh ngay trên đoạn đường mượn cạp. Rõ ràng là tác giả đang sử dụng hình ảnh liên tưởng đời thường quen thuộc nhất để từ đấy làm cho chúng ta hiểu được sự nguy hiểm hung dữ trên con sông.
Lương tưởng chèo thuyền với việc lái ô tô thì cũng là bất ngờ thật. À, nhưng bất ngờ hơn là ông lại dùng tới kiến thức điện ảnh để miêu tả rõ cái hút nước. Nó không chỉ được miêu tả ở bề mặt mà còn được đặt trong ống kính một nhà quay phim dũng cảm, dám để cái hút nước cuốn mình xuống dưới đáy. Để rồi ta có những thước phim xoáy vòng trong màu xanh ngọc bích của nước sông Đà. Không chỉ vậy, đấy, tác giả còn tái hiện cho chúng ta thấy được tiếng thác réo nữa. Tiếng thác réo như là oán trách gì, rồi lại như van xin, rồi lại như khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Tiếng thác giống lên một tiếng như ngàn có trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng bầu, rừng tre, nứa, nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra cháy bùng bùng. Ở đây, bằng nghệ thuật so sánh, nhân hóa, tài ba cùng với những lương tiền rất đắt, Nguyễn Tuân đã cho ta thấy một cảnh tượng thác nước hùng vĩ, nguy hiểm vô cùng. Lần đầu trong thơ văn, đã có một người dùng lửa để miêu tả nước. Hai nguyên tố có sức hủy diệt rất lớn, luôn tương khắc với nhau, thế mà bây giờ lại cùng nhau trong một đoạn văn để diễn tả thực sự nguy hiểm, diễn tả được hình ảnh tiếng thác réo đem lại cho người ta một cảm giác ghê rợn. Ở đây, Nguyễn Tuân đã làm được một điều mà phải nói đó là xuất phát từ bút pháp của một nghệ sĩ bậc thầy. Không chỉ vậy, phối hợp với cả sóng nước, với tiếng thác ầm ầm là ba trùng vi nguy hiểm. Sông Đà đã giao việc cho mỗi hòn đá ở đây. Ở đây, đá không phải là tái hiện như một vật vô tri vô giác nữa, mà đá như là con người, vẫn từ ngàn năm mai phục hết trong lòng sông. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm, méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này. Và những hòn đá ấy đã tạo ra thành những trùng vi nguy hiểm. Con thuyền phải lần lượt đi qua từng trùng vi. Đầu tiên, trùng vi thứ nhất. Sông Đà bày ra 5 cửa trận, có 4 cửa tử, 1 cửa sinh. Cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông Hồng. Hàng tiền vệ có 2 hòn canh một cái cửa đá, trông như là sơ hở. Thực chất, chúng đóng vai trò dụ chiếc thuyền vào tuyến giữa. Ở trùng vi thứ nhất này, sóng nước đóng vai trò chính để tiêu diệt chiếc thuyền. Vừa vào trận địa, chúng tấn công chiếc thuyền tới tấp. Mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào bè gãy cán chèo võ khí trên cánh tay mình. Sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái và thúc gối vào bụng và hông thuyền. Có lúc chúng đội cả thuyền lên, nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đò đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh ba lão bạt. Sóng nước đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất, cả cái luồng nước vô sở bất trí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò sông Đà. Vượt qua trùng vây thứ nhất, ông lái đò phải đương đầu với trùng vây thứ hai. Trùng vây thứ hai đã tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào, và cửa sinh lại bố trí lệch phía bờ tả ngạn. Dòng nước hùm beo hồng hộc thế mạnh trên sông Đá đánh khuyết vô hồi chiếc thuyền. Tại trận chiến đánh giáp lá cà này, chúng quyết sinh quyết tử với ông lái đò. Khi chiếc thuyền đã vượt qua, bọn sóng nước cửa tử vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vẫn tiêu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng. Đúng là bọn đá sóng nước hiểm độc. Đến trùng vi thứ ba, ít cửa hơn, bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Tại đây, những bom cay chìm và pháo đài đá nổi ở đầu chân thác phải đánh tan con thuyền. Nó làm ta liên tưởng đến một trận đấu bóng quyết liệt. Chiếc thuyền như là một cầu thủ phải phóng thẳng, chọc thẳng vào cửa giữa. Hút, hút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong, cửa ngoài. Và như một mũi tên tre xuyên qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được, tiến về phía khung thành và cuối cùng đã hết thác. Trận bóng đã thắng lợi về phe người lái đò tài ba với cả tay lái ra hoa. Qua đó ta thấy con sông Đà như một loài thủy quái, hung hăng, ngạo ngược, biết bày binh bố trận. Và sau đấy, mục đích của chúng là nhằm tiêu diệt con thuyền. Như vậy sông Đà hiện lên với hình ảnh một thứ thiên nhiên Tây Bắc mang diện mạo tâm địa kẻ thù số 1 của con người Tây Bắc. Con sông mà hàng năm, đời đời kiết kiếp làm mình làm mẩy với người Tây Bắc.
và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà đã được miêu tả như vậy đấy. Chẳng thế mà sông Đà gắn với câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh: núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Tuy vậy ở đây, tác giả không chỉ tái hiện sông Đà với vẻ đẹp hung bạo mà còn tái hiện sông Đà với cả vẻ đẹp trữ tình nữa. Con sông Đà là con sông đã đạt đến mức trữ tình tuyệt vời dưới con mắt khám phá nghệ thuật và phương diện nghệ thuật. Nguyễn Tuân đã nhìn sông Đà như một công trình nghệ thuật thiên tạo tuyệt vời. Sông Đà như một áng tóc trữ tình mà đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa gạo. Tác giả đã chọn thật đúng thời điểm mà thiên nhiên bộc lộ rõ vẻ kiều diễm của nó. Đó là mùa xuân khi sự sống bừng nở trong đất trời và rạo rực trong lòng người. Đồng thời chọn được điểm nhìn lý tưởng để ngắm nhìn được toàn bộ dòng sông. Ở đây, điểm nhìn lý tưởng ấy tức là ngắm nhìn dòng sông từ trên máy bay. Đấy, đồng thời, cộng với cả hình ảnh so sánh gợi cảm đã biến sông Đà thành một cô gái nữ tính duyên dáng đến lạ thường. Để tái hiện vẻ đẹp trữ tình, tác giả không chỉ miêu tả sông Đà từ trên cao mà còn miêu tả cho chúng ta thấy được vẻ đẹp màu nước sông Đà. Vẻ đẹp màu nước sông Đà mang một nét riêng. Mùa xuân thì nó có màu xanh ngọc bích, còn mùa thu thì lừ lừ chín đỏ. Ở đây tác giả đã nhìn thấy rõ được cái màu của sông Đà. Mà điều đó không phải là một người bình thường phát hiện được, mà phải một người đã ngắm nhìn sông Đà qua một quãng thời gian rất dài rồi. Vì thế thì những cái gì mà tác giả so sánh đưa ra đều làm cho chúng ta thấy vô cùng chính xác và ấn tượng. Để rồi cuối cùng thì tác giả đã tái hiện rõ vẻ đẹp gợi cảm của sông Đà ở trong tiềm thức của mình. Vẻ đẹp gợi cảm ấy được miêu tả trên chặng đường sông Đà đã đi xuống dưới phần hạ lưu. Lúc bấy giờ thì con sông như trở thành một cố nhân gần gũi, thân thiết chiêm tự bao giờ. Tâm thế của tác giả không phải là một người khách du lịch mà là một người bạn cố chi lâu ngày gặp lại sông Đà. Đã là cố nhân thì gần thương, xa nhớ. Bởi vậy những câu chữ của Nguyễn Tuân tràn đầy âu yếm, nâng niu, trân trọng. Mỗi dòng, mỗi chữ đều cuộn chặt tình yêu với cả dòng sông, thể hiện sinh động qua bút pháp nhân hóa. Những câu văn lúc này giống như những câu thơ tuyệt bút của đời Đường khi xưa, lắng sâu trong màu sắc cổ điển. Con sông lại còn gợi cảm như một niềm thơ nữa. Màu nắng tháng 3 Đường Thi trong thơ Lý Bạch, sông Đà lúc bấy giờ thì trở thành một cố nhân. Rồi, thế nhưng mà tác giả vẫn thấy ngỡ ngàng vì nó đem đến một cái cảm giác Đường Thi vô cùng bất ngờ. Vẻ đẹp sông Đà luôn đem đến cho người ta sự say mê, ngỡ ngàng và cuốn hút. Mỗi lần gặp lại, niềm say mê ấy càng lớn hơn. Dường như có một sự liên hệ nào đó giữa không gian đầy sức sống của mảnh đất Dương Châu trong câu thơ của Lý Bạch với không gian rực rỡ của sông Đà. Từ ánh sáng của dòng sông mà bắt thành ánh nắng tháng 3 Đường Thi thì quả là tài ba. Tình tri kỷ của người xưa như truyền những xúc cảm đằm đằm, đầm ấm cho Nguyễn Tuân khi gặp lại sông Đà. Để rồi, khi gặp lại dòng sông ấy, tác giả đã có một niềm vui vô cùng bất ngờ. Thuyền tôi trôi xuyên sông Đà, để rồi thấy bờ sông đẹp như một bờ tiền sử. Nếu ví người lái đò sông Đà như một bản trường ca với những cung bậc khi mãnh liệt, lúc réo rắt ngân vang, thì đoạn thơ miêu tả lại hình ảnh ở bờ bến bờ bãi sông Đà ở trên quả là một đoạn mà mang đến khúc ca êm ái nhất. Không những thế, đoạn văn còn như một bài thơ với những ý tưởng vần điệu nhịp nhàng mềm mại. Ở những đoạn trên ta bắt gặp một con thuyền chiến của người lái đò, thì ở đây ta bắt gặp một con thuyền thơ của một hồn thơ đầy chất thơ văn. Nhưng phải chăng vì cả người lái đò và cả tác giả đều là nghệ sĩ trong nghề nghiệp của mình, lên cả hai con thuyền đều là thuyền thơ, chỉ khác là một tứ thơ dữ dội khốc liệt và một tứ thơ êm đềm lai láng.
Cái chất thơ mơ mộng ấy được tái hiện ở qua cảnh con sông bằng những hình ảnh như rất là lai tơ mỡ màng, như lá ngô non đầu mùa, nọn búp, búp cỏ danh, những con vật hiền lành như là con hươu thơ ngộ, đàn cá rầm xanh. Cả một không gian yên tĩnh đến nỗi thèm được giật mình vì một tiếng còi xương. Tưởng như cả tâm hồn lẫn lần đầu bắt gặp lấy cái sự xanh non của cuộc sống này. Những câu văn tươi xanh như thức dậy phần tươi non nhất trong tâm hồn con người. Thức dậy một ý thơ của Xuân Diệu, hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non. Có thể hình dung đây là buổi sớm mùa xuân tinh khôi, mùa xuân được vẽ ra bằng sự sống, bằng mùa xuân của lòng người. Mỗi câu văn đẫm xương ấy như một nét vẽ, tưởng chừng như hòa vào, nhưng mà lại tách biệt rõ ràng. Một màn xương cứ giải nhẹ trong tâm trí độc giả, như nhắc nhở bao huyền thoại xa xưa, một không gian cổ tích diễm ảo. Ta như cùng Nguyễn Tuân ngây ngất đắm say cùng những nét vẽ kỳ diệu nhất của tạo hóa. Có một sự sống của mình trong ba thanh chắc nhú mấy lá, có cái gì đó mềm mại trong đầu nhung, và ấn tượng nhất là cỏ. Ta chỉ nghe ngọn cỏ, sóng cỏ, nhưng búp cỏ, ánh cỏ xương thì có lẽ chưa bao giờ. Nếu thi hào dân tộc Nguyễn Du tả ngọn cỏ như một minh chứng cho sự đồng điệu đến kỳ lạ của thiên nhiên đối với con người, thì Nguyễn Tuân nay đã đưa ngọn cỏ lên khía cạnh thơ nhất, đẹp nhất. Màu xanh của bờ cỏ, đồng cỏ mênh mông đã nhuộm non cả đoạn thơ, bài thơ của Nguyễn Tuân. Rõ ràng ở đây tác giả đang miêu tả cho chúng ta thấy được một không gian rất đẹp. Và ở đấy thì bài thơ văn xuôi đã dạt dào, chất thơ đạt đến trình độ cổ điển, mẫu mực. Để rồi, khi đọc đến đoạn này, ta chợt như là thấy vang lên trong mình những câu thơ rất đẹp của nhà thơ Tố Hữu. Yêu biết mấy những dòng sông bát ngát, giữa đôi bờ dạt dào lúa ngô non. Yêu biết mấy những con đường ca hát, qua công trường mới dựng mái nhà son. Quả là một không gian vô cùng tuyệt đẹp, để lại cho chúng ta những ấn tượng khó phai. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ về hình ảnh dòng sông Đà, với cả nét vẽ vô cùng hung bạo lẫn nét đẹp trữ tình. Từ đấy thì chúng ta thấy ở đây, để miêu tả hình ảnh của con sông thì tác giả đã sử dụng một loạt các biện pháp nghệ thuật. Trong đó chúng ta thấy tiêu biểu là việc sử dụng những câu văn từ chỗ mang tiết tấu rất là gắt mạnh, dồn bức của đoạn sông Đà hung bạo, nay lại được kéo ra thu duỗi rất mực êm ả trong phần miêu tả sông Đà trữ tình. Đi kèm với đó là sự lịch lãm trong nối văn chương, khi mà tác giả sử dụng cả kiến thức hội họa, điện ảnh dồn tụ trong ngòi bút của Nguyễn Tuân. Từ đó thì ta thấy tác giả Nguyễn Tuân đã tạo được một dấu ấn khó quên trong lòng người đọc về con sông Đà, thể hiện một tình yêu quê hương vô cùng tha thiết.